Alo alo, bọn mình mới có một kênh mới hay không chịu được. Kênh này có gì á? Toàn phim thôi, không còn phải chung đụng với kênh giải trí gì ấy nữa rồi. Và đây cũng là nơi để những bài viết về phim của bạn trên Spyroom đến được với nhiều khán giả hơn. Nếu không thì chỉ cần subscribe Spyroom Cine để tận hưởng những content thân thiện với bữa cơm gia đình. Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom. Đây là bài viết Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và di sản thời trang của tác giả M. Nguyễn được đăng tải trên spyroom.com. Còn mình là Nam, mời các bạn cùng lắng nghe nội dung bài viết này nhé. Trên thế giới, khi nhắc tới hai chữ nữ hoàng, người đầu tiên mà chúng ta nghĩ tới sẽ mãi là nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, người nắm giữ chế độ quân chủ của Vương quốc Anh và khối thịnh vượng chung trong suốt 70 năm. Lên ngôi một cách bất ngờ khi mới 26 tuổi, nữ hoàng Elizabeth khi đó vừa mới nói lời tạm biệt với người cha mà bà yêu quý, vua George đệ lục, đã phải mạnh mẽ đứng lên để dẫn dắt đất nước sau chiến tranh và cũng như trở thành biểu tượng về mặt tinh thần cho người dân Anh quốc. Gác lại những câu chuyện lịch sử và chính trị qua một bên, nữ hoàng Anh cũng được biết đến với cuộc hôn nhân viên mãn bên hoàng tế Philip. Tình yêu động vật, sự hài hước và phong cách thời trang đã trở thành huyền thoại. Hãy cùng tìm hiểu thêm về những bộ trang phục mang tính biểu tượng cũng như những thương hiệu thời trang gắn liền với tên tuổi của bà. Quân phục. Là một nàng công chúa sinh ra và lớn lên trong thế chiến, Elizabeth đã gắn liền với những bộ quân phục. Năm 1945, khi mới chỉ là một cô công chúa 18 tuổi, Elizabeth đã gia nhập lực lượng lãnh thổ phụ trợ ATS và trở thành thành viên nữ đầu tiên của Hoàng gia Anh tham gia toàn thời gian vào lực lượng vũ trang Anh quốc. 4 năm sau đó, bà trở thành thành viên danh dự của nữ quân đoàn Hoàng gia Anh quốc, WRAC. Khi đó, nhà may Horse and Curtis đã được chọn mặt cưới vàng để may những chiếc áo sơ mi kaki và cà vạt cho bộ đồng phục của công chúa Elizabeth lúc bấy giờ. Nhà may Horse and Curtis được thành lập từ năm 1913, chuyên dịch vụ may đo cao cấp và nhận tới 4 chứng quyền hoàng gia, Loyal Warrant, bao gồm cha của bà là vua George đệ lục. Chứng chỉ hoàng gia được ban cho những thương hiệu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho hoàng gia Anh và một số nhân vật trong hoàng gia nhất định. Thường những thương hiệu này phải tuân thủ các quy định chặt chẽ không chỉ về chất lượng mà còn về đạo đức cũng như đóng góp cho văn hóa và xã hội. Chứng chỉ hoàng gia không có giá trị vĩnh viễn. Sau khi nữ hoàng mất, chứng chỉ hoàng gia từ nữ hoàng sẽ mất hiệu lực trong vòng 2 năm. Ngày nay, Horse and Curtis vẫn là một thương hiệu áo sơ mi cao cấp được người dân Anh quốc ưa chuộng. Nhắc tới hình ảnh nữ hoàng trong quân phục, có lẽ chúng ta khó có thể quên hình ảnh bà trong bộ quân phục đỏ chói lòa ngồi trên lưng ngựa diễu hành trong lễ diễu hành mừng sinh nhật hoàng tộc thường niên, Dropping the Colour. Dropping the Colour có hơn 360 năm lịch sử, bắt đầu từ việc tôn vinh quân đội hoàng gia với nhiều sự thay đổi của các thời kỳ và chỉ chính thức trở thành lễ diễu hành mừng sinh nhật vua, hoàng hậu từ đầu thế kỷ 20. Khi nhắc tới những bộ quân phục đen đỏ đặc trưng của Anh quốc, cái tên còn tồn tại tới ngày nay chính là Fermin House. Được thành lập từ sự gia nhập của hai thương hiệu lâu đời bậc nhất, Fermin & Sons và Casket & Partners vào năm 2006, Fermin House đã dùng gần 400 năm lịch sử để trở thành thương hiệu độc quyền cho quân phục Hoàng gia Anh, cũng như là nhà cung cấp quân phục cho nhiều quốc gia trên thế giới. Nếu như Fermin & Sons mang lại những phụ kiện kim loại như cúc, mũ, tấm chai ngực, huy hiệu, huân chương và cả kiếm, thì Casket & Partners phụ trách mảng may đo và phụ trang cho Dropping the Colour cũng không phải là ngoại lệ. Khi nữ hoàng băng hà, có rất nhiều thứ phải thay thế như tiền tệ, tem thư, văn bản mẫu và dĩ nhiên, huy hiệu ER, viết tắt của Elizabeth Regina trên quân phục và lễ phục của quân đội cũng như hoàng gia đều phải được thay thế. Những nhà thiết kế chính thức. Đã là nữ hoàng, chuyện mặc những bộ trang phục có 102 là điều hoàn toàn hiển nhiên. Do đó, một phần lớn tủ đồ của nữ hoàng là những món đồ may đo. Trong suốt 70 năm trị vì, nữ hoàng Elizabeth đã phong rất không ít người thành nhà thiết kế chính thức như Hardy Armies, Norman Hartnell, Stewart Parvin và gần đây nhất là Angela Kelly. Một trong những cái tên gắn liền tên tuổi của bà từ những ngày đầu bà lên ngôi là nhà thiết kế Hardy Armies. Sau nhiều năm làm việc trong ngành thời trang, Hardy mở cửa hàng thời trang cao cấp mang tên mình tại con phố Savin Row nổi tiếng vào năm 1945
với phong cách thiết kế vừa thanh lịch lại hiện đại. 5 năm sau đó, Harry bắt đầu thiết kế trang phục cho Elizabeth, khi đó là công chúa, trong chuyến công du Canada, và tới năm 1955, ông chính thức trở thành một trong 3 nhà thiết kế chính thức cho nữ hoàng. Trong suốt 35 năm gắn bó, Harry đã tạo nên nhiều thiết kế nổi bật như chiếc váy dạ hội bằng lụa organza màu xanh, theo những cành hoa màu hồng, biểu tượng của vùng Nova Scotia trong chuyến thăm Canada vào năm 1959. Nếu như Hardy Armies gắn liền với nữ hoàng qua những chuyến công du, thì Norman Hartnell lại vinh dự tạo nên những chiếc váy mang tầm lịch sử như chiếc váy cưới của nữ hoàng vào năm 1947 và bộ váy mặc trong lễ đăng quang của nữ hoàng vào năm 1953. Đám cưới của Elizabeth, khi đó là công chúa cùng hoàng tế Philip, là một trong những sự kiện hoàng gia quy mô nhất sau Thế chiến thứ hai. Chiếc váy cưới lụa với những đường họa tiết hình sao, với phần đuôi dài tới 4 mét, là biểu tượng của sự tái sinh và thịnh vượng, được cho là lấy cảm hứng từ bức tranh Primavera của Portis Lee. Bên cạnh chiếc vương miện kim cương chói lòa, chiếc váy cưới còn được đính hơn 10.000 viên ngọc trai nhập khẩu từ Mỹ. Norman Hartnell đã là nhà thiết kế hoàng gia từ năm 1938, đã nói đây là chiếc váy đẹp nhất mà ông từng may. Với một sự kiện mang tầm lịch sử như lễ đăng quang, Norman đã đề xuất tới 8 bản vẽ mẫu. Sau khi trao đổi với nữ hoàng, Norman đã hoàn thiện bản mẫu thiết kế với biểu tượng gắn liền 4 quốc gia của Vương quốc Anh. Bông hoa hồng, biểu tượng của hoàng gia Tudor của Anh quốc. Tỏi tây của xứ Wales, cây kế của Scotland và cỏ ba lá của Bắc Ireland, cùng những biểu tượng của đất nước thuộc khối thịnh vượng chung như lá phong của Canada, cây dương sĩ bạc của New Zealand, hoa sen của Ấn Độ. Bên cạnh đó, Norman bí mật theo một hình cỏ 4 lá lên góc trái của chiếc váy như điềm báo cho sự may mắn. Phong cách nổi tiếng cuối đời. Trong 70 năm tại vị, nữ hoàng Elizabeth thường xuyên gặp gỡ hoàng gia cũng như chính trị gia trên toàn thế giới. Bên cạnh 15 thủ tướng Anh, nữ hoàng cũng gặp 13 tổng thống Mỹ, cũng như đã qua 110 nước trên thế giới trải khắp 6 châu lục. Nhà thiết kế Hardy Armies từng nói, nhiệm vụ may quần áo cho nữ hoàng không phải là một việc dễ dàng. Bên cạnh sự trang trọng, còn phải thoải mái và có tính ứng dụng cao. Những bộ váy áo trang trọng sặc sỡ gắn liền với tên tuổi của bà đã bắt đầu từ những thiết kế của Hardy trong những chuyến công du. Nhưng phải tới hơn một thập kỷ trở lại đây thì phong cách này mới được Angela Kelly đưa lên thành biểu tượng. Angela là cố vấn cá nhân của nữ hoàng và là người quản lý cũng như phụ trách trang phục cho nữ hoàng. Một trong những bộ trang phục đưa tên tuổi của Angela Kelly đến với mọi nhà chính là chiếc váy màu vàng đáng yêu mà nữ hoàng mặc trong đám cưới của William và Kate năm 2011. Angela cũng là người đứng sau bộ trang phục xanh nhạt mà nữ hoàng mặc trong đại lễ bạch kim vừa qua, cũng như chiếc váy màu bạc trong đại lễ kim cương năm 2012. Là một người nổi tiếng với phong cách thời trang nhất quán, nữ hoàng thường xuyên xuất hiện với những bộ trang phục theo tiêu chuẩn nhất định, cũng như những chiếc mũ ton suệ ton và một chiếc túi sách lona. Chiếc túi sách không chỉ là nơi để nữ hoàng đựng chiếc bánh mì kẹp mứt, mà còn là cách trao đổi bí mật của nữ hoàng với những người phục vụ. Nữ hoàng thường đeo túi bên trái, nhưng khi bà chuyển túi qua tay phải khi đang nói chuyện với ai đó, có nghĩa là bà đã muốn kết thúc cuộc trò chuyện này. Xuất phát từ một xưởng sản xuất nhỏ từ những năm 40 của thế kỷ trước, Lorna London dần đạt được chỗ đứng trên bản đồ túi sách hàng hiệu quốc tế nhờ gắn bó với hình ảnh nữ hoàng, đặc biệt với hai mẫu túi là The Lawyer và Traviata. Dĩ nhiên, người đứng sau lưng thúc đẩy phong cách này cũng không phải ai khác ngoài Angela Kelly. Trong 70 năm trị vì, nữ hoàng mặc qua hàng ngàn bộ trang phục và để đồng bộ hóa những set đồ này, nữ hoàng Elizabeth đã dùng qua khoảng 5.000 chiếc mũ. Một trong những người làm mũ được bà yêu quý chính là Philip Somerville. Không phải ai cũng có diễm phúc được nhận thư từ nữ hoàng, như Philip Somerville còn được bà viết thư cảm ơn tới tận 2 lần. Trong đó, bức thư năm 2007 có viết rằng: "Tôi rất vui khi biết tin bạn vẫn có thể làm việc cho tôi. Tôi biết ngày nay việc kinh doanh có thể khó khăn như thế nào, đặc biệt là phải tìm những loại vải phù hợp cho một người như tôi, người gần như là người duy nhất phải đội mũ liên tục." Đây chỉ là một trích đoạn ngắn, nhưng chúng ta có thể thấy được sự hài hước khô khan, đậm phong cách Anh quốc của nữ hoàng. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Angela Kelly cũng như kỷ niệm của cô khi làm việc với nữ hoàng thông qua hai cuốn sách Dressing the Queen, The Jubilee Wardrobe và The Other Side of the Coin, The Queen Dresser and the Wardrobe. Nữ hoàng của đời thường. Văn hóa Anh quốc không chỉ gói gọn ở London, cũng như thời trang của nữ hoàng không chỉ bó hẹp trong những bộ lễ phục. Nếu mở bản đồ ra, bạn có thể thấy
Anh Quốc là một đất nước với nhiều đồi núi và rất xanh. Cuối tuần, người dân dắt chó đi dạo ở đồng quê hay các vùng đồi núi. Nữ hoàng cũng vậy. Bạn sẽ thấy nữ hoàng đời thường nhất là khi bà cưỡi ngựa hoặc dắt dàn chó cưng Corgi đi dạo ở quanh lâu đài Balmoral, Scotland. Nhắc tới trang phục đồng quê của nữ hoàng, thì chúng ta cũng không thể nào không nhắc tới những chiếc áo khoác Barber đình đám. Barber là một thương hiệu có hơn 130 năm lịch sử gắn bó với quân đội Anh Quốc cũng như phục trang thường ngày. Barber được biết tới nhiều nhất qua những chiếc áo khoác phủ sáp chống thấm nước, mà có một lời đồn là nữ hoàng mặc cùng một chiếc áo này của Barber suốt 25 năm. Lời đồn có thật hay không thì chỉ có những người làm trong hoàng gia mới biết. Tuy nhiên, chất lượng và độ bền của những chiếc áo khoác Barber là điều không thể tranh cãi. Có lẽ vì thế, Barber cũng là một trong số ít những thương hiệu thời trang Anh Quốc được ưu ái với hẳn hai chứng quyền hoàng gia. Với gần một thế kỷ gắn liền với lịch sử thế giới nói chung và lịch sử thời trang nói riêng, nữ hoàng Elizabeth đã để lại một di sản vô cùng lớn lao và sẽ mãi là tượng đài về mặt thời trang mà đời sau còn nhắc tới. Trên đây là toàn bộ nội dung của bài viết. Hy vọng là các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nha. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên, thì hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Còn mình là Nam, xin chào và hẹn gặp lại.